Xin chào anh em, hôm nay Khánh Dâu sẽ hướng dẫn anh em một cách buộc ninh lưỡi nục một cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Đấy, tại vì hiện tại thì cũng nhiều anh em nhờ Khánh Dâu buộc vì chưa biết cách buộc. Đấy thì hôm nay nó rất là đơn giản thôi, thì Khánh Dâu sẽ làm video này luôn để anh em có thể tham khảo và buộc theo cách của Khánh Dâu cũng được. Tại vì cái cách này thì Khánh Dâu cũng đã sử dụng rất là nhiều cùng anh em bạn bè, sử dụng rất là nhiều rồi, săn những con hàng rất là to rồi, không ảnh hưởng nhiều nên là anh em có thể làm theo cũng được, có thể tham khảo cũng được đó. Thì như công thức, như cách của Khánh Dâu thì tại vì Khánh Dâu đang quay ở nhà nên là Khánh Dâu có những đầy đủ dụng cụ như kìm, kéo, lưỡi lục thì không thể thiếu rồi, bật lửa và chân đèn led. Kèm theo đó là đây là cái đoạn này, là cái đoạn mà ở trong cái dây điện, dây mạng của anh nhà anh em mình ấy, dây mạng á. Những cái dây mạng nó có những cái ống, những cái sợi dây điện nhỏ như này, thì em cắt, anh em cắt lấy một đoạn thì dùng thoải mái luôn. Đấy, tại vì cái này rất là ít. Nó và cuộn cước thì lát nữa mình sẽ nói công dụng của những cái đệm dây này nhá. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu buộc thôi. Đây, trước tiên thì anh em cắt một cái đoạn dây, cái linh lục của mình á, thông thường là khoảng 50cm là đẹp, tại vì là nó cũng không ngắn quá so với phao, mà nó không dài quá so với phao. Dài hơn phao một tí thì được, chứ còn ngắn hơn phao là không được nhé các bác nhé. Ngắn hơn phao là không được nhé anh em nhé. Ngắn hơn phao, khi mình ngắn hơn phao mình bổ nó hay bị vướng vào lụ, mới vướng vào cánh lắm, hỏng cánh rất là nhiều đó. Đấy, và đây là cái đoạn dây linh mà Khánh Dâu đã vừa cắt được này. Bây giờ mình sẽ cắt cái này nhé. Cái này cắt một đoạn thôi, cắt đoạn ngắn ngắn thôi, không cần dài đâu. Đó, và anh em luồn cái dây này qua, luồn cái dây ninh của anh em mình qua. Đấy, luồn cái dây ninh qua này. Cái lỗ này thì nó sẽ vừa với dây ninh khoảng đến 6-8 vẫn vừa anh ạ. Đây là mình đang buộc cái dây này là dây chục 4. Và vì hôm nay mình quay video cho anh em xem nên là mình sẽ làm dây màu đỏ cho dễ nhìn thôi, chứ thật ra linh lục còn trái làm dây màu đỏ cả, toàn dây màu trắng. Đó, bây giờ cái buộc như này nhá. Cái dây điện anh em để ở dưới này. Đó, anh em sẽ làm cái dây này dài dài ra chút thì mới buộc, thì cứ buộc dài dài ra chút được, không tiếc gì mấy đoạn dây này cả. Đấy, gấp đôi đoạn dây thừa này vào này. Gấp đôi vào xong túm dây lại, anh em sẽ tóm cái lục này buộc cẩn thận anh em nhé, buộc cẩn thận không thì cái lưỡi nó sẽ sốc vào tay á. Mới đầu chưa quen thì cứ chậm chậm mà buộc thôi. Đấy, em cuốn khoảng 7 vòng. Đó, mình có thể cuốn nhiều hơn hay ít hơn tùy, để cảm thấy chắc là được. Bắt đầu cái đoạn dây thừa này. Đấy, còn một đoạn dây này nhá, thì nó đút qua cái lỗ mà vừa mình tạo được đó. Đấy, đút qua lỗ này. Cắm một kéo, cầm cả hai dây kéo nhé, cầm cả hai dây kéo cũng được. Đấy, cầm từng dây một kéo cũng được. Đó, thấy chưa? Rồi kéo thêm một chút nữa này, rồi mình xỏ cái này qua. Đấy, để cong cái này lên một chút cho nó dễ qua đó. Đó, siết chặt như này nhá, thì bắt đầu anh em mình cầm kìm, lấy cái kìm này kẹp vào cái đoạn dây thừa này, sẽ kéo thêm một chút nữa. Đó, anh em nhìn này, cái mối lối rất là bé và đẹp. Đó, bước tiếp theo là mình sẽ cắt bớt cái này xong bắt đầu chúng ta khò bớt đi một chút. Tại vì Khánh Dâu đang làm mà để cái máy quay nó ở trước mặt á, nên là làm rất là khó. Mình sẽ làm là khi nào để cho anh em dễ nhìn nhất, dễ hiểu nhất nhé. Không có khò vào đây. Cái mặt đường khò này thì cái lửa nó thẳng, nó không bị lan, nó rìa nên là nó không bị vào dây trục. Đó, xong rồi ấn xuống một chút này là ok. Tiếp theo là mình sẽ cho dây ninh, cho cái chân đèn led vào đây để làm cái chống lật luôn, và bịt lại, đồng thời là nó cũng sẽ bịt lại cái chỗ này, nó rất là đẹp mà nó lại chống lật luôn cho anh em.
kéo chặt xuống này anh em này, cầm siết chặt kéo chặt xuống, kéo chặt hết mức có thể xuống thì nó sẽ đẹp. Đó, anh em thấy chưa? Mình kéo thêm một chút nữa nha, kéo thêm một chút nữa khi nào mà chân này nét nó chạm xuống dưới ấy, thì nó sẽ rất là đẹp. Đó, ok. Đó, vậy là xong cái phần dưới nhá. Bây giờ mình sẽ buộc phần trên cho anh em xem. Phần trên thì anh em cắt cái dây điện này dài hơn cái phần dưới một chút, cắt dài hơn một chút để tí nó tạo một cái hình tròn để anh em mình xỏ ốc hay là móc hoặc là khóa linh mà. Đấy, cũng luồn qua. Đó, mình sẽ kéo dây dài ra một chút để anh em dễ nhìn nhé. À, cũng gấp lại nhé, cũng gấp đôi cái dây thừa lại, cái đầu thừa này. Đấy, gấp đôi lại. Vậy xong luồn tay vào đây để cho nó giữ thẳng. Cũng quấn 6 vòng, 7 vòng cũng được, tùy anh em. Anh em nào thích mấy vòng cũng được. Đấy, đóng cái đầu này, rút qua lỗ này này. Đó, kéo này, kéo này. Đó, rất là đẹp. Đó, anh em thấy chưa? Cái lỗ này mình làm này cho nó rộng anh em nhìn dễ, chứ thật ra mình làm nhỏ lắm. Đó, đây là lấy kìm siết lại, mua nối làm to như này. Mình lấy kìm mình siết cái đầu thừa nhá, kéo cái đầu thừa đó vào đây kéo. Đó, rồi là xong. Đây mình cắt mất cái dây thừa đi nữa là ok. Ok, vậy là xong mối trên này anh em này. Đó, anh em thấy đẹp chưa? Đẹp và nhanh. Thật ra đây mình buộc hướng dẫn anh em thì nó lâu thôi, nhưng mà đấy, có thể buộc ở hồ cũng được mà ngồi nhà buộc cũng được. Đó, đơn giản và đẹp, nhanh. Ending này có thể xỏ ốc hoặc xỏ ngô cũng được anh em nhé. Đó, ok, chúc anh em thành công. Cảm ơn anh em đã quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.